Xin chào các bạn. Sau khi thăm nhà vua mèo xong, anh em mình lại tiếp tục lên đường thăm cột cờ Lũng Cú và tham quan Lũng Cú. Hà Giang là một trong những điểm du lịch vùng cao quyến rũ bậc nhất Việt Nam với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Hà Giang không chỉ có cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc, mảnh đất này còn làm du khách mê mải với những cung đường uốn lượn theo dặng núi cao chót vót. Hà Giang luôn đẹp không chỉ bởi những mùa hoa mà cả bốn mùa trong năm. Cột cờ Lũng Cú là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng, Long Sơn, có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo ghi chép, cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt. Lúc ban đầu công trình chỉ làm bằng cây sa mộc dựng trên nền đất, sau này vào năm 1887, khi thực dân Pháp đã thôn tính hoàn toàn nước ta, cột đã được xây dựng lại. Từ đó đến nay, công trình đã được nhiều lần trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước quy mô lớn dần theo thời gian và có diện mạo như ngày hôm nay. Lào, xin mời các bạn cùng theo chân mình lên thăm cột cờ Lũng Cú bằng những hình ảnh chân thực mình quay lại để cho các bạn xem. Đoàn anh em nhà mình đến Lũng Cú thì cũng khoảng 4:30-5 giờ chiều. Thời gian này anh em mình sẽ được chứng kiến cảnh cột cờ Lũng Cú giữa ánh sáng ban ngày và cảnh Lũng Cú về đêm như thế nào nhé. Cột cờ vuốt sống lưng này. Lá cờ Tổ quốc. Ta đây, tôi đang đứng nhá. Ơi!
Nhìn thấy gì không? Cảm giác trên này là lên đây cảm giác ai gì lắc lư cột mắt mà cảm giác lắc lư con lư thật đầu tiên nên sợ nhưng mà sau đó quen em lên đây mà không lên đây thì nói chuyện đúng không. Đây là thôi đi về đây. Úi dồi ôi, toàn phèo hết cả mỡ, thùng mới chè phèo hết cả. Anh em chúng tôi leo lên đỉnh cao nhất, được sờ lá cờ Tổ quốc và ngắm nhìn lá cờ dịch ra màu đỏ sao mà lờ. Trời ơi, anh vẫn đang quay hả? Tung bay trên cột cờ Lũng Cú. Đó là rất nhiều mồ hôi, nước mắt và máu của cha ông chúng ta dành ra được cột cờ để có như ngày hôm nay. Trời cũng tối, bụng đói, anh em chúng tôi tìm một cái quán ở đầu thị trấn nghỉ ngơi ăn uống, sau đó rồi tìm một cái hostel của người Lolo trong bản nghỉ qua đêm để lấy lại sức và tiếp tục cuộc hành trình sáng mai. Sờ mờ cờ. Sờ mờ cờ. Sờ mờ cờ.
sờ lần cơ. Sờ lá cơ. Anh em chúng tôi đến homestay của người Lolo. Bản sắc văn hóa của người dân tộc Lolo thể hiện qua các giá trị tinh thần và giá trị nhân vật đã thêm những mảng màu độc đáo cho bức tranh văn hóa nơi cao nguyên đá Đồng Văn. Tại đây, dân tộc Lolo chia thành hai nhóm, chính là người Lolo trải sống ở Đồng Văn và người Lolo Hoa sống ở Mèo Vạc. Đặc trưng khác biệt của hai nhóm dân tộc này chính là nét văn hóa độc đáo trên những trang phục truyền thống của họ. Anh em bọn mình chọn homestay Lolo Eco House Hà Giang, view đẹp, lại vừa ngắm được cột cờ Lũng Cú lúc buổi sáng. Từ xa, qua một đêm trải nghiệm nghỉ ngơi tại homestay, theo ý nghĩ của mình, nếu bạn muốn trải nghiệm một Hà Giang yên bình của riêng mình và tìm hiểu văn hóa bản địa thì Lolo Trải là một ngôi làng mà bạn nên dừng chân lại và khám phá nhé. Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, Lolo Eco House Hà Giang là ngôi nhà dành cho những con người yêu thích thiên nhiên, văn hóa bản địa. Đủ gần để khám phá, đủ xa để riêng tư, nơi cực bắc Tổ quốc, một Hà Giang đích thực còn sót lại. Khu nghỉ dưỡng độc đáo tại Hà Giang, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc độc đáo của người Lolo trên mảnh đất của những dãy núi huyền thoại. Lào, mời tất cả các bạn theo chân mình đi tham quan khu homestay của người Lolo này nhé.
áo dân tộc. Những chuyến đi vất vả, anh em chúng tôi lại ngồi quây quần trên một chiếc bàn ở homestay của người Lolo. Đây, ăn một món cháo đặc sản của người, món cháo gà chạy bộ ở bản. Và đây là những cánh hoa của đoàn chúng tôi, xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng. Đấy, nhìn đấy, với những bờ vai gọi là gánh vác gia đình. Trải nghiệm một đêm tại homestay của người Lolo, một buổi sáng tham quan là người đẹp bên hoa. Khu làng homestay của người Lolo, dạo quanh chụp ảnh và ăn sáng uống cà phê nơi đây, anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường tham quan đỉnh Mã Pì Lèn, sông Nho Quế và hẻm Tu Sản, một địa danh nổi tiếng của Hà Giang. Mà khi bạn đến Hà Giang mà chưa đến Mã Pì Lèn, sông Nho Quế, hẻm Tu Sản thì coi như bạn chưa đến Hà Giang. Chào Lũng Cú, hẹn có ngày gặp lại. Bao trong